Hello, Trường Anh Auto hôm nay giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một mẫu xe. Chắc chắn là anh chị đang muốn mua những cái mẫu xe này đây à. Tại vì xe một hãng rất là thương hiệu nổi tiếng, đó là Toyota Fortuner. Con này 2.5 nha. Con này bản MT nha anh chị nha. Con này sản xuất năm 2009 à. Đây, Trường Anh sẽ đi sơ qua đồng sơn nội thất chi tiết cho anh chị xem nhé. Đây nè, đây là đồng sơn nội thất của con Fortuner đây. Đây nè, học gió nè, còn rất mới nha, biểu tượng logo nè, Toyota nè, Fortuner nè, ốp inox cái toàn diện này nha anh chị nha. Đó, xe này đẹp lắm, như xe mới, không thua xe mới một xíu gì luôn anh chị ạ. Mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây nè, cặp chó đèn của nó nè, chó đèn nè, mắt xenon, mắt cú nè, đèn led là mắt cú nè, cặp chó đèn cũng rất mới nè, ốp inox nè, hết toàn diện rồi anh chị thấy không? Sơn rin con này cũng được 80% luôn, xe không một vết trời xước, có một hai chỗ là dầm lại nhá, nhưng mà chỗ này anh chỉ là chỗ này chỗ sơn dầm nè, đây nè, đó này sơn dầm nè, anh chị thấy sơn dầm không? Đó, sơn dầm đó, con này là không có một xíu cứng đục, nữa. Bên salon ô tô bên em bán ra là xe không cứng đục nha, cặp đèn gầm nè, nguyên zin xe là biểu tượng nè. Fortuner nè, ốp inox nè, ốp inox có toàn diện rồi. Đó là cái chất xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị. Bản số trong gốc trong Nam đây nha, 49A19884. Bên đây nè, bên đây cặp đèn của nó nè, đèn led mắt cú nè, đó bóng đèn nè, ốp inox nè, anh chị theo ốp inox nè, mới lắm, mới len keng luôn. Screen nè, screen nè, còn nguyên nha. Đây nè, biểu tượng Fortuner nè, đèn gầm ốp toàn diện inox hết rồi. Giờ Trường Anh sẽ đi qua cửa rồi gầm bánh xe đồng sơn cho chị xem. Con xe này nè, anh chị thấy nhìn chất xe không? Đó, những đây nè, những cái sóng lường dập cho sản xuất nè, còn nguyên zin luôn, không mất một phân luôn nhé. Con này máy dầu nha anh chị, con này động cơ 2.5. đây, để em quay chi tiết cho anh chị xem nhé. Vỏ nè, bốn vỏ rất mới, 90% luôn. Bốn vỏ nè, gầm bè nè, đó gầm rất là lớn anh chị thấy không? Xe này đi thì chế độ đầm của nó là không phải suy nghĩ rồi. Anh chị nào mà đã chạy Fortuner rồi anh chị biết cái chất xe rồi, chạy rất đầm nhá. Dòng xe này dòng xe cao cấp của Toyota, gầm rất lớn, bánh rất bự nè, đây là bánh nè, mâm là mâm đúc theo hãng Toyota luôn, còn mới nguyên không có một tí gọi là chầy chùa nha anh chị nha. Đó đây nè, biểu tượng Toyota nè, bánh nè, bánh rất lớn nè anh chị thấy không? Đó, chạy rất đầm. Con này 2.5G bản MT. Đó, đẹp lắm. Đây nè, tích hợp là gương nè, gương chiếu hậu là tích hợp là ốp inox có toàn diện rồi, kết hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nhé. Đấy, xíu nữa Trần Anh đi chi tiết nha, cho trong nội thất cho anh chị xem nhé. Nè, tích hợp con này xi nhan là biểu tượng bông hoa lúa của Toyota Việt Nam đây, bông lúa đây. Đó, sơn rin đó, sơn rin anh chị thấy sơn rin không? Đó, Trần Anh quay rất là chi tiết luôn sơn rin đó. Không có, trên đây là sơn rin toàn diện hết gần hết nguyên con nha, chỉ có một hai chỗ là sơn dặm thôi nhưng mà không có đáng kể đâu ạ. Xe nó còn đẹp, đẹp lắm như vậy đó. Con này đời 2009. Fortuner đời 2009 nha. Con này thì anh chị đừng có hỏi em có dịch vụ gì không nha, con này là không có một xíu dịch vụ gì luôn. Bên salon em bán xe ra những mẫu xe cao cấp nhất mà giá tiền thì rất là hợp lý, chính chủ. Anh chị thích rút hồ sơ thì bên em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị luôn nhé, về 64 tỉnh thành luôn. Đó, bên em mà nhận giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc luôn. Ốp nè, ốp inox hết toàn diện là Fortuner nè, chất cửa nè, em đi qua đồng sơn rồi em vô nội thất cho anh chị xem nè. Đó, đây nè, ốp inox nè, doang nè, doang toàn bộ ốp inox hết toàn diện rồi anh chị thấy không ạ? Đấy, xe nó còn cọp ở đó đó, bè che mưa nè, bè che mưa theo xe là Fortuner nè, đó đẹp lắm nè, rất liền lạc nhá, đây nè, rất là liền lạc luôn. Con này máy dầu nha, con này 2.5G bản MT, sơn rin nè, sơn rin anh chị thấy sơn rin không?
cylinder xe đó. Con này ốp đã toàn diện inox hết rồi, form rất đẹp luôn. Đó, Fortuner đây. Vỏ nè, vỏ rất mới, vỏ còn 90% nha, gầm nè. Đây nè, anh chị thấy không? Đây là những cái vân sắt nè, dập từ nhà sản xuất nè. Còn nguyên zin nha, không có bị mục mọt nha. À, chủ nhà đã rất là kỹ luôn, con này người ta đã phủ nano chống mục rồi, chống mục gầm rồi. Anh chị thấy không ạ? À? Đây nè. Sóng lường theo xe nè, còn nguyên zin hết nè. Đó, nó đẹp lắm. Bốn vỏ mới như nhau. Đây nè. Tính tán nguyên zin theo xe nè, anh chị thấy không? Đó, đời này mà anh chị tìm được cái chiếc xe 209 mà nó còn cọp như vậy thì ở đâu mà có được. Rất đẹp. Bên em mấy con dòng xe này bên em bán ra là bảo hành cho anh chị đầy đủ hết nhá. Đó là cái form xe đó. Fortuner đời 209 nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy cái chiếc xe không ạ? À? Chiếc xe bên salon bên em bán ra là nó cọp như vậy đó. Xe này nó mới như xe mới luôn. Đây là năm 2019 rồi. Con này là đã được 10 năm rồi nhưng mà nhìn cái chiếc xe là cụm đèn sau đi cho xe nè, cụm đèn sau nè. Halogen nguyên xe nhé, nguyên bản luôn. Đây là ốp inox nè, hết toàn diện nè, còn rất mới, không có bị chầy chùa một cái cụm đèn nhé. Đây là Toyota đây nè, logo nè. Anh chị thấy không? Em quay mà nó óng ánh luôn là anh chị nhìn anh chị biết rồi. Toyota Fortuner đây, ốp inox nè, ốp inox có toàn diện hết nguyên con rồi, đẹp lắm anh chị ơi. Biểu tượng Toyota đó, bản số 49A19884. Đây là bên đây là một sao bên nhà nước nè, đó. Một xe bên bộ công an nhé. Xe này là chính chủ luôn. Anh chị thích thì bên salon ô tô Trần Anh sẽ rút hồ sơ cho nhé. Kể cả anh chị ở tỉnh thành nào cũng rút được hết ạ. Đây là con đó, G đây. Toyota Fortuner 2.5 G đây, G xịn luôn. Đây là biểu tượng nè. Đó, cụm đèn sau nè, còn rất mới, chóe nè anh chị thấy không? Em quay những xe này em bán cho anh chị bên Trường Anh rất là tự tin nha, tại vì những mẫu xe em tung ra thị trường là những mẫu xe không có lỗi nha, xe chính chủ, rút hồ sơ được. Về chất xe thì anh chị yên tâm, máy móc ở bên em bảo hành cho anh chị luôn. Anh chị chạy một thời gian anh chị có chán thì qua đổi cho bên em. Đó, ở dưới gầm là có thêm một cái vỏ Supco nè. Đây là cái vỏ Supco cũng mới lắm, được 90% luôn. Anh chị thấy gầm xe không? Đó, bánh xe cua đó còn rất mới nha. Xe này không có một điểm nào mà chầy chùa con xe luôn nha, không một vết chầy luôn. Đây à, sơn rin đó, sơn rin cho xe đó. Bô nè, bô còn rất mới nè anh chị thấy không? Cái bô xe đó. Đây nè. Đó, xe còn đẹp lắm. Sơn rin còn 80% luôn, đã được ốp dán cách nhiệt hết toàn diện rồi nhé. Xe này anh chị không mua, chị mua xe gì anh chị? Sơn rin nè, sơn rin nè, sơn rin cho xe nè. Nó đẹp lắm anh chị ơi, giá cả rất phải chăng luôn. À, Fortuner là ốp nè, hết toàn diện rồi. Em quay chi tiết cho anh chị coi bốn cửa nhé. Đây nè, tấm ly nè, tấm ly vân gai theo xe nè, nội thất nè. Đó, anh chị thấy nội thất nè, nỉ riêng theo xe nè, tay nắm những cái vân gai của nó nè. Đây nè, đó, những cái chấm bi li ti anh chị thấy không, không có bị hao mòn bất cứ gì nhé. Ốp gỗ nè, ốp gỗ hết toàn diện rồi, đẹp lắm. Vân gai theo xe thôi, còn rất là mới. Chị nẻo đây, sơn rin nè, sơn rin cho xe nè, còn nguyên luôn. Chị nẻo nè, đó, chị nẻo đó, đó chị không ạ? Chị nẻo nó không mất phân nào luôn, sóng lường đinh tán, nguyên zin cho xe đó, không mất phân gì nha anh chị. Đây nè, đây là anh chị coi nè, chất xe nè, đinh tán nè,
Anh chị thấy chưa? Nè, đinh tán nè, con này không có bị cứng đụng, không có bị dập bất cứ một khoảng nào nha anh chị. Đây nè, anh chị thấy không? Đó. Đó là chừng anh test xe cho anh chị xem đó. Xe nó còn cọp vào đó đó, rồi sóng lường sơn rin nè. Sóng nè. Nó đẹp đến như thế luôn. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Đây biểu tượng Ford nè, Opinox nè, Fortuner đây. Âm thanh nghe nhạc giải trí rất là ok. Ghế nè, ghế này là ghế rin cho xe luôn nha, không không có bọc lại như anh chị nha. Ghế là ghế da nè, rin cho xe nè, rất dày. Đây là biểu tượng Fortuner đây, ghế nè. Đó, nội thất ở trong rất đẹp, rất mới luôn. Có một hai chỗ là qua cái thời gian 5 tháng người ta ngồi nó bị chóc lớp da rin đây, đây nè. Chỗ này nè, chóc lớp da rin đây nè, nhưng mà cái này không có đáng kể đâu anh chị ơi. Đây là nách nè, anh chị coi em quay chỉ nẻo ở trong nách cho anh chị xem nhé. Anh chị nhìn cái xe này là anh chị hết hồn luôn. Sơn rin đó, chỉ nẻo đó. Đó anh chị thấy không, sơn rin trong nách nè, bản lề nè, đinh tán nè. Đây nè, những cái nút dập đinh tán nhận xuất nè. Còn nguyên rin, anh chị thấy bản lề không? Không có xíu con vên luôn. Nó đẹp lắm. Bên em bán xe là bao cho anh chị luôn nha. Không ngập nước, không cứng đục nha. Ốc bị màu theo xe nè. Ốc bị màu nè, bản lề nè, bản lề cửa nè. Đó. Anh chị tìm được ở đâu có chiếc xe nó đẹp như vậy à? Anh chị cứ tới trực tiếp salon bên em, anh chị xem xe, anh chị trao đổi nhé. Nếu mà anh chị bên chị mà có xe đời cao thì anh chị muốn đổi xe, nhu cầu đổi xe qua bên salon ô tô bên em thì anh chị cứ chạy xe lên nhé. Đó, anh chị thấy không, chị nẻo đó, chị nẻo con Fortuner đó. Con là 2.5 bản MT nha anh chị nha. Đẹp lắm chị ơi, coi cột kèo của nó nè, anh chị nhìn cột nè. Anh chị thấy không, không một xíu là con vên hoặc là cứng đụng luôn. Cái chất xe mà chừng anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị. Anh chị mua xe bên em vấn đề về máy móc, bên em bảo hành xe chính chủ, rút hồ sơ được, bên em anh chị thích thì bên em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Giá bán rất là công khai nha. Đó, nó đẹp như thế luôn. Xe này không mua, chị mua xe gì anh chị? Chị thấy không? Đó là cái chất xe mà bên Trường Anh muốn gửi đến toàn thể anh chị nè. Dạ, không có cong vênh luôn. Dạ. Đẹp lắm, vỏ mới keng, vỏ mới, mâm đúc. Đây nè, đây là đồ để chân nè, còn mới nguyên anh chị thấy không, biểu tượng Fortuner đây nè, phân gai nè, không có bị mòn luôn, xe này như xe mới. Có qua thời gian 5 tháng đây nè, nó bị chày cái lớp sơn rin đây, ngay cánh cửa thôi, đây nè, có một xíu đây thôi, đó, nó có một tí đây thôi nhá, rất đẹp luôn. Chiếc xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Đấy, Trần Anh rất là tự hào nhá. Rất là tự hào quay những mẫu xe bên salon ô tô em bán ra. Và em rất tự tin luôn, tại vì những cái mẫu xe em bán ra là xe đẹp lắm. Anh chị coi trên clip em quay như thế nào là thực tế bên ngoài nó như vậy nha anh chị nha. Xe có sao thì em nói vậy luôn. Đây nè, gương chiếu hậu rất to nè anh chị thấy không. Tích hợp xi nhan, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu hết rồi. Con này đẹp lắm, con này 2.5 đời 2009. Đó là phong dáng của con Fortuner đây. Nó cọp quá mà. Đây là vỏ nè, vỏ rất lớn, mới lắm, 90% luôn, gầm bệ nè. Anh chị thấy gầm bệ không? Gầm bệ của xe nè, không có một xíu là mục mọt gì luôn. Đó, nó đẹp như vậy đó. Mâm đúc theo xe nè, biểu tượng Ford nè. Xíu Trần Anh đi vô trong nội thất, Trần Anh sẽ test con xe này cho anh chị xem nhé. Xe có như thế nào em nói như vậy, nhưng mà xe bên salon em thì 100% là chuẩn, chuẩn nét luôn, khỏi phải chỉnh luôn. Em đi qua hai cánh cửa kia cho anh chị xem nhé. Đó là form xe đó. Cái con Ford Everest này thì ngày hôm qua đã có khách chốt cọc cho em rồi nhé. Một anh ở Vũng Tàu đã tin tưởng bên kênh salon ô tô của em mà chốt cọc con xe này rồi.
thì qua lễ người ta sẽ tới, người ta lấy cái con Ford Everest đời 2007 Ford mới này đây. Xe này nó đẹp lắm, máy móc là em bảo hành luôn, bảo hành cho anh luôn. Cứ yên tâm về chiếc xe bên em bán đấy. Xe dựng salon nè, Hyundai, Toyota nè, Ford nè, Audi nè, Lexus nè, Honda nè. Đó, bên em còn rất là nhiều mẫu xe nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của YouTube Trần Anh Ô Tô để cập nhật được những mẫu xe mới nhất em đang cập nhật cho anh chị nhé. Đây em quay qua chi tiết cửa cho anh chị coi đi. Bốn cửa đây. Đây nè, chị nẻo nè. Anh chị thấy chị nẻo không ạ? Đó, chị nẻo theo xe đó, sơn rin trong trong nách còn đó. Đây nè, chị nẻo nè. Em quay chi tiết lắm nha. Đó anh chị thấy không? Đây nè. Đó, nguyên zin theo xe nè. Chị nẻo sơn rin đó, sơn rin đây. Sơn rin nè. Xe này nó như xe mới luôn mà. Đó chị nẻo đó. Đây nè, em quay luôn phần dưới cho chị coi luôn nè, chị nẻo đó. Nó zin từ em vết không mất một phân nào luôn. Táp ly còn rất mới, táp ly nỉ nè. Táp ly những phân gai nè. Phân gai theo xe đây. Đó nỉ đó, anh chị thấy không à? Nó cọc ở đó, nách đó. Đây là nách nè, sơn rin nè. Chị nẻo đó. Xe này anh chị không mua, chị mua xe gì anh chị? Ốc bảy màu theo xe nè, sơn rin nè. Còn nguyên luôn, không có dấu hiệu là khui mở luôn, anh chị thấy không? Không có dấu hiệu là chày chỗ luôn. Đã biết cái chiếc xe rồi. Nó cọc như thế nào. Đây nè, mọi thứ chức năng nè. Trên này hoạt động được hết nha, gương chỉnh điện rồi tất cả mọi thứ chức năng luôn. Đó. Đây nè, túi khí nè. Phân gai nè, để em chỉnh lại em cho anh chị coi nè. Đó, qua thời gian 5 tháng thì nó có bị chóc cái lớp da này thôi nha. Chóc cái lớp da này rất ít bên ngoài thôi. Tại vì cái đời này 2 đã chín rồi. Bây giờ là 29 nó 10 năm rồi, nhưng mà phân gai người ta sử dụng nè. Còn nguyên zin anh chị thấy không? Những cái phân gai li ti đó, túi khí đây nè. Đó. Xe này nó còn đẹp lắm. Đã trang bị tích hợp theo nhà sản xuất là trang bị một cái đồng hồ gương lồi rồi nè. Nhìn rất là thể thao anh chị không? Rất là cá tính luôn. Trang bị một cái màn hình rất là lớn. Đó. Máy dầu đó. Xe người ta còn cọp như vậy đó. Ghế nè, ghế là ghế rin theo xe luôn. Đó, qua thời gian 5 tháng thì nó có bị dạng gọi là nứt cái lớp da ra thôi, nhưng mà cái này cũng không đáng kể đâu nè anh chị thấy không? Da rin của nó nhìn nè, nó rất là dày luôn. Nó dày lắm anh chị ơi, đây này đó. Em bấu vô mà nó dày cỡ này là anh chị hiểu rồi đó. Mọi thứ chức năng còn hoạt động ok hết. Cột kèo đây. Cột kèo đây. Cột kèo của nó nè, đây nè. Thông số kỹ thuật nè. Tem còn nguyên zin nè. Nách nè. Đó nách đó. Đinh tán đó. Anh chị thấy Trần Anh quay xe có chi tiết không ạ? Em quay rất là chi tiết nha, cho nên rất là nhiều anh chị thích em ở cái chỗ mà tin tưởng em, mà đã mua xe bên em là chỗ mà em quay chi tiết. Đó, chi tiết của con xe đó, em quay rất kỹ. Em để rất là sát luôn. Đó bạn lề đó, không có xíu sệ cong vênh luôn. Anh chị thấy không? Xe bên salon ô tô bán ra là xe chuẩn không à. Bên em cam kết là không bán xe ngập nước nha, cũng không bán xe cứng đụng cho anh chị luôn nha. Máy móc thì bên em bảo hành cho anh chị thích yên tâm, rút hồ sơ bên em rút cho anh chị luôn. Giá cả thì nó cân bằng lắm. Mà anh chị tới anh chị mua thì bên em cũng có bớt cho anh chị luôn, chứ không phải là bên em bán giá cứng theo chuẩn salon ô tô miền Nam nha anh chị nhé. Đó, đây nè. Chân gô coi chân thắng nè. Là vân gai nè, còn nguyên zin nè. Anh chị thấy không? Còn nguyên zin lắm, không mất phân nào luôn. Đó, nó đẹp như vậy đó. Cổ lái là gật gù nè, cổ lái nè. Cổ lái gật gù nè. Đó anh chị thấy không? Fortuner đời 2009, đây là cổ lái gật gù nè. Đó, nó đẹp cả đó đó. Mua về là sử dụng chạy thôi. Đây quay ở phần cửa này cho anh chị xem nhé. Đây nè, chị nẻo nè. Đây. Đó, chị nẻo theo xe đó. Đinh tán là thông số nè, hay là xuất nè. Còn nguyên zin hết. Đó, chị nẻo anh chị thấy không à? Sóng lườm nó không. Con xe này không có một xíu cứng đụng luôn nha. Không cứng đụng, không ngập nước. Chị nẻo nguyên zin hết.
dù chỉ một cái quẹt nhỏ bên ngoài cũng không có luôn anh chị ơi. Trước xe nó còn đẹp quá mà. Đây là những cái đinh tán nè anh chị ơi, những cái đinh tán dập thôi, sản xuất nè, còn nguyên zin hết, sóng lường nè đó. Thì qua thời gian 5 tháng nó có bị chầy chỗ này xíu nè, chầy cái chỗ mà mình bước lên xe đó nè, nó bị chầy nè. Xe có sao em nói luôn nha. Đó, còn ngoài ra là không bị bất cứ một vấn đề gì nha. Với chỗ này nữa nè, chỗ này nó chầy sơ sơ thôi nè, em quay rất là sát luôn nè, sân rim vẫn còn, chầy rất nhỏ luôn, gầm bề nè, bánh còn mới lắm, nồi thất đây, nách cửa nè, nách cửa nè, chỉ nẻo nè, chỉ nẻo trong nách nè, sân rim đó anh chị ơi, sân rim nóng ánh không, đinh tán dập đó, sân rim cho xe đó, nó đẹp lắm, quá sức cái trận này luôn, đẹp lắm cái con xe này anh chị ơi. Sân rim nè, ốc bảy màu nè, ốc bảy màu nè, thấy không, đó nè, không có dấu hiệu khuy mở luôn, bản lề đó, ra bản lề nè đó. Anh chị thấy ai quay xe mà quay kỹ bằng Trần Anh không? Trần Anh quay rất kỹ. Những anh chị nào ủng hộ em rất là cảm ơn, em rất là biết ơn tất cả các anh chị đã đăng ký kênh YouTube của em, đã theo dõi em trong suốt thời gian qua. Trần Anh sẽ cập nhật về những mẫu xe giá tiền thấp cho đến những đời xe giá tiền cao nha anh chị nha. Mình phải mua bán phải tùy vào túi tiền của người dân nữa, chứ mình bán xe cao quá thì nhiều khi người ta không đủ tiền lấy. Cho nên là Trần Anh cũng quay những cái con đời cao, rồi Trần Anh cũng quay những cái con đời thấp cho anh chị luôn, để hợp túi tiền đến chị, từ 200 triệu quay đầu cho đến xe 700-800 triệu nha. Bên em còn rất là nhiều xe, hai salon chi nhánh 1, chi nhánh 2, salon ô tô miền Nam, gần 100 con xe là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Đây à, Trần Nỉ nè, đã được dán di lông nè, tấm di lông nè, cách nhiệt nè, anh chị thấy không, bọc hết rồi, dàn lạnh nè, đó. Con này là hai dàn lạnh nữa nha anh chị nha, đây là một dàn lạnh nè, tới đây nè, đây một dàn lạnh nữa nè, hai dàn lạnh nè, đó, hai dàn lạnh hết. Rồi mua về là chạy thôi, không phải làm gì hết. Đẹp lắm. Em quay luôn phần gầm bề cho anh chị coi nha, rồi em đi vô phần nội thất và máy móc. Đây, xe nè. Đây nè, đồ gác chân nè, đồ để chân nè, còn mới nguyên zin. Anh chị thấy không, nó đẹp lắm anh chị ơi, mới ken luôn. Nè, con gai nè, đó. Xe này anh chị mua, anh chị mua xe gì? Đây là những dòng xe thích hợp cho anh chị thích xe đời cao đây ạ. Còn những xe đời thấp bên em cũng có nhé. Đây là gầm nè, gầm bề nè, còn đen thui luôn. Xe này chủ nhà ít chạy lắm, gầm bề đó anh chị thấy không, còn đen thui là đinh tán nguyên zin, là không có mục, không có mục, không có xét bất cứ một khoản nào nha. Đài vàng nè anh chị coi, con đài vàng đó, đài vàng của xe này đó. Đây nè anh chị thấy không, đó, đẹp lắm, quá sức cái con xe này luôn. Đây nè, gầm bề nè, không có một xíu là mục bọt luôn nhé anh chị thấy không, không có mục bọt luôn. Máy móc rất là khô ráo, em quay luôn cái phần máy cho anh chị xem nha. Em quay là em quay kỹ và em quay chi tiết luôn. Đây, phần máy xe nè, đây là máy móc nè, hộp số nè, không có một xíu là nhớt nheo luôn, rất khô ráo anh chị thấy không. Máy móc bảo hành cho anh chị, đè nè, đè dằn nè, đè ngang nè, đè dọc nè, đè ngang nè, đó, đè ngang ô xe đó, đinh tán nguyên zin, không có một xíu là mục mọt luôn đó. Đây nè, những cái vân gai đây, vân gai nè chị thấy không, nó đẹp cỡ đó, đó, hỗ trợ toàn diện luôn con xe này. Đây nè, những cái đinh tán nè, đinh tán nè, đẹp lắm, mua về là xe chạy thôi nha anh chị. Máy móc bao đỉnh luôn.
đó, xe nó còn cọp vậy đó. Xe này anh chị không mua, chị mua xe gì? Cách âm rất tốt. Ở ngoài nè anh chị nghe nhá, ở ngoài rất ồn đúng không, em mở cửa ra nè, ở ngoài rất là ồn luôn, tiếng xe đó, tiếng xe chạy ngoài đường nó rất là ồn, em đóng lại không nghe một tiếng gì luôn nè. Đó, em cửa xe đã đóng rồi, rất khích nè, anh chị nghe cái âm thanh đóng cửa nè, anh chị thấy không ạ? Cụp 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 rất chắc luôn đó, đẹp lắm, cách âm rất là tốt con Fortuner này luôn. Đây nè, trang bị màn hình nè, đầy đủ rồi, đầy đủ mọi chức năng rồi, mua về là chạy thôi. Đây nè, máy dầu nhá, đó, mọi thứ chức năng là form đồng hồ nè, con đi 76.213 cái km rồi nha, vòng cái đó là vòng tua máy nè, 76.213 rồi nè, xe nó còn đẹp như vậy đó. Đây nè, đó, mọi thứ chức năng nè, đồng hồ nè, gương lồi nè, gương lồi nè, quan sát rất rõ, đèn còi nè, anh chị thấy không, nè, thứ khí nè, đây nè, tắp lô nè, đó, thứ khí đó, là thứ khí theo xe nè, đây nè, đó, thứ khí nè, không có một dấu hiệu là khoan đục hay khoét gì nha, thứ khí đó còn liền lẹt lắm, xe này không có một xíu là cứng đụng luôn, cột kèo nè, chị thấy cột kèo không? Nó đẹp cỡ đó nè, là tích hợp tần số nè, để kiến nè, nè, đó để kiến nè, đèn nè, đèn còn mọi thứ chức năng còn sử dụng được hết, mua về chạy thôi. Đây, đèn đó, đó anh chị thấy không? Nè, nỉ nè, đóng nè, đẹp lắm đây nè, thông số hướng dẫn sử dụng nè, xe nó còn cọp quá, đồng hồ đây, đó, xe đề nhẹ cái nổ luôn rồi, anh chị thấy không, đề nhẹ cái nó nổ luôn rồi, máy móc nổ ở trong là không nghe luôn nha. Máy dầu đó là trang bị cái màn hình nè, mình thử ga xe nè, thử cái máy lạnh cho anh chị coi luôn, máy lạnh nó bật là lạnh, lạnh luôn, có lạnh luôn rồi. Anh chị thấy không, xe còn cọp lắm, rất nồi, vô lăng cổ lái cực cù hết, điều chỉnh được hết. Đây là cổ lái cực cù điều chỉnh này. Đó, mọi thứ chức năng còn hoạt động nha, ok hết, không thiếu vấn đề gì. Đây nè, học đựng nước nè, đựng nước đây nè, đó chị thấy không, tích hợp nè, nóc cửa bốn cánh trên điền rất nhẹ nhàng nè, đó anh chị thấy không, bên đây cũng vậy nè, bốn cánh nè, đó rất mượt mè luôn, máy lạnh em đang mở luôn, đây nè, đó để trang bị thêm một cái màn hình nè, màn hình này có thẻ nó mới đọc, cái màn hình này có thẻ nó mới đọc anh chị ơi, đây là cái màn hình nè, màn hình Android nè, phải có thẻ nó mới đọc, đây nè, mọi thứ nè, nè, mọi thứ xung kiến nè, còn hoạt động được hết nha, gió trong gió ngoài đây, đây nè, còn hoạt động được ok hết, côn ga số nè, còn rất mới, trang bị là học đựng đồ nè, chịu không, rất to luôn, nỉ nè, riêng cho xe nè, đó, xe này anh chị không mua, chị mua xe gì, nó đẹp đến cỡ đó đó, máy móc là đèn còi xi nhan nè, xi nhan nè, đầy đủ chức năng hết nha anh chị nha, ưu tiên nè, ưu tiên đây, ưu tiên xe đây, đây nè, 76.213 km nha anh chị, báo cửa đó, báo cửa, báo dây an toàn, báo thắng tay, còn hoạt động hết, Trường Anh sẽ đi vô Trường Anh test cho anh chị xem nhé. Đó, xe đẹp lắm chị ơi, mua về là chạy thôi. Nè, gương chỉnh điện nè, nè, gương chỉnh điện nè, gương này em quay cho anh chị coi nè, đó, gương đó, anh chị thấy không, đó, gương chỉnh điện đó, thứ còn ok lắm. Đây là cửa bên đây nè,
đó, gương chiếu điện đó, máy lạnh lạnh buốt luôn. Mẹ em mở máy lạnh mà lạnh buốt luôn. Đây. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng, xe đẹp lắm. Test luôn phần máy cho chị xem nhé. Đó là phần nội thất đó, chị thấy nội thất rất sạch sẽ, rất đẹp luôn. Đấy, đây nè, giữa 30 tháng 4 người ta đi chơi bị kẹt đường luôn anh chị thấy không? Công an hồi nãy nó đứng đây nó bắt xe quá, nó bắt xe người ta xong rồi kẹt kẹt hết cả cái đường, giờ nó mới thông cho xe người ta đi đây. Đây là anh chị muốn đi đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì phải đi ngang qua bên trung tâm thành phố Bảo Lộc nha anh chị thấy không? Đó xe đó, đó người ta đi đó, đó anh chị thấy không? Thì cái dòng xe người ta chạy đó, rất là ok luôn. Người ta bây giờ là người ta 30 tháng 4 là người ta chở gia đình người ta đi Đà Lạt chơi nè, hay là người ta đi tắm biển nè. Tại vì chỗ của Trần Anh Ô Tô là nằm gần biển luôn, gần biển Phan Thiết, gần biển Nha Trang Khánh Hòa, và cũng rất là gần Đà Lạt luôn. Cho nên là anh chị thấy không, đoàn xe người ta đùm đùm ta kéo đi nè, từ sáng giờ nó bị kẹt xe luôn anh chị ạ. Đó đông lắm. Máy móc con này nha, để Trần Anh quay chi tiết máy móc con này cho anh chị xem. Đây là máy móc nè, như xe mới. Đây là cái tán xuống đường nó dằn nè, không bút một xíu gì luôn. Đó, nó mới lắm, nỉ nè, nỉ rim cho xe nè, thắng ABS nhá. Con này trang 14 thắng ABS rất là diện nha, chống bó cứng phanh, chống chân trượt. Đó, chị thấy không, nỉ nè, dằn nè, không có một xíu cứng đụng luôn. Tem bảo hành nè, còn nguyên zin. Máy dầu cho anh chị nổ rất êm. À, xe đang hoạt động đây. À, mới lắm, mới ken nỉ nè, nỉ riêng cho xe luôn. Là những sóng dằn đây nè, đó chị đâu à, sóng dằn nè, đây nè, còn nguyên zin hết. Đó, đây thắng ABS nè, đây là cục thắng ABS nha anh chị. À, thắng ABS, bốn thắng ABS nè, mọi thứ hoạt động nè, lường đinh tán nè, không gãy, không mất một phân nào luôn nha, như xe mới. Máy móc đó nổ bao êm luôn, bao đỉnh. Chị thấy đinh tán không, nó đẹp ở đó, chị nẻo thì khỏi suy nghĩ luôn, chị nẻo nè, biểu tượng Toyota là chị nẻo nè, đinh tán nè, không mất một phân nào luôn. Đây nữa nè, nó đẹp lắm, nó mới lắm chị ơi, máy móc rồi coi đi. Rất mới. Đấy, đấy cái xe là. Đấy cái gì? Không có một phân nào luôn. Nó bị rách không một luôn. Xe đó, xe này anh chị mua xe gì anh chị? Nó còn cọp quá. Mà. Đó, chất cái chất xe đóng đó. Rất nhẹ nhàng. Anh chị nào mua thì liên hệ đến Trường Anh Ô Tô nhé. Anh chị thấy em quay một đoạn video clip không? 30 phút, 35 phút, 40 phút. Em muốn quay kỹ, quay chi tiết. Có nhiều anh chị chưa hiểu, anh chị thắc mắc. Thì những cái gì anh chị thắc mắc là Trần Anh sẽ quay hết ở trong đoạn video clip mà Trần Anh đưa lên mạng nha. Đó, Trần Anh quay rất là kỹ luôn, rất là chi tiết luôn. Bên em bán xe ra, anh chị cứ yên tâm về cái chất xe nhé. Bên em là cam kết là không bán xe cứng đụng ngập nước cho anh chị. Máy móc thì anh chị cứ yên tâm. Đó, bên em bảo hành máy cho anh chị luôn. Mua là về chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một khoản nào hết. Xe nó còn đẹp lắm. Đây nè, em mở luôn cái phần cửa cho anh chị xem nè. Đây nhá. Đây nè. Đấy. Cửa đó, chị nẻo nè, em quay luôn phần chị nẻo cho anh chị coi nè. Sơn rin nha, sơn rin còn luôn. Gì thấy không, chị nẻo đó. Không mất một phân luôn, một phân chỉ cũng không mất nha anh chị nha. Fortuner con này 2.5 máy dầu đời 2009 nè, những cái đinh tán nè,
thấy không, đinh tán nè, cho xe nè, sóng lường nè, sân rim còn nè, chỉ nẻo nè đó, nó tọt ở đó, cái gì thấy không, đinh tán nè, sóng lường nè, không cứng đục, sân rim còn đó. Xe này anh chị cũng mua, anh chị mua xe gì anh chị nè, tay cả cái này trong tay nè, sân rim nè, anh chị thấy sân rim không, sân rim nè đó, sân rim đó nè, học dàn lành nè, con này đầy đủ rồi nha, người người ngồi băng ghế phía sau này sẽ không sợ bị nóng đâu nè, có dàn lành, thêm dàn lành nữa rồi, tất cả mọi thứ còn hoạt động hết, đèn đóm nè anh chị thấy không, đẹp lắm, như xe mới, đinh tán nè đó, rất đẹp. Và một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian qua nhé. Đó là cái form xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị ạ. Đây là con Toyota Fortuner. Con này máy dầu, sản xuất năm 2009. Con này động cơ 2.5 2.5 bản G AT nha anh chị nha. Đó, và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã xem tin. Anh chị nhớ ủng hộ kênh YouTube Trường Anh Auto để nhận được thật là nhiều xe giá rẻ nha anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.